Chào mừng quý vị và các bạn đến với Đừng Quên Lời Bài Hát. Một tuần nữa lại trôi qua và chúng ta sẽ trở lại với những từ biệt dấu quen thuộc của trò chơi nhạc. Tuần này chúng ta sẽ được lắng nghe giọng hát của ai đây? Hình như trong từng tia nắng có nét tình nghịch bạn trai. Có ơi có hỡi thôi đi về đi. Đừng rời mắt khỏi mái thuyền trong vòng 60 phút tới. Và ngay bây giờ xin được chào đón MC Hóa Minh, Nguyễn Khang. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón người chơi đầu tiên của ngày hôm nay. Xin được giới thiệu một thành viên của nhóm MP Boys, bạn Fubo. Xin chào Fubo. Yeah, xin chào Minh Khang. Lâu quá mà anh em mình mới gặp nhau nha. Cũng từ sau cuộc thi Nhưng Tôi Bí Ẩn nha. Cũng rất lâu lắm rồi lâu mới lắm gặp rồi. Được là anh Nguyễn Khang ngày hôm em nay. Vẫn khỏe chứ? Em vẫn ok ạ. Vợ con gì chưa? Dạ chưa, em vẫn còn phải mải mê với cả MV Boy lắm ạ. À và hả? Tại vì có nhiều người sau cuộc thi Nhân Tố Bí Ẩn của anh xong là gặp xong là lấy chồng lấy vợ hết. Cho nên anh nhiều khi anh bước ra cái hỏi là em vợ con gì chưa đó mà. Nhưng mà nhìn em như này, em vẫn phải đang tập trung cho MV Boy mà. À dạ hả? Bây giờ thì theo đúng một cái phong cách của một rapper đi. Một cái hip hopper đi. Thì chúng ta chào mọi người theo một cái phong cách giới thiệu nó có vần có nhạc một chút đi. Ok. Xin chào tất cả mọi người, mình là Phúc Bồ đến từ nhóm MP Boy. Thế bây giờ em đã sẵn sàng để đến với chương trình này chưa? Yeah, em đã sẵn sàng ạ. Vâng, Phúc Bồ thân mến, bạn sẽ hát những từ được giấu đi thông qua những ca khúc. Và chúng ta có những thể loại âm nhạc như sau: pop, rock, nhạc sĩ Nguyễn Cường, nhạc thiếu nhi, quê hương đất nước, dance, nhạc cách mạng, nhóm nhạc và ca sĩ nổi tiếng. Tương ứng với chín thể loại âm nhạc này, chúng ta có những mức giải thưởng sau đây: từ 200 cho đến 50 triệu, Phúc Bồ sẽ phải hát chính xác 4 cột mốc đầu tiên để chắc chắn có được giải thưởng là 3 triệu. Vượt qua mức thứ 5, bạn có quyền dừng cuộc chơi lúc nào cảm thấy không an toàn. Qua mức thứ 9, bạn sẽ đến với bài hát chiến thắng trị giá 100 triệu đồng. Chúng ta có 3 quyền trợ giúp sau đây. Nhờ người thân trợ giúp, mở 200 số như từ bất kỳ. Và 3 đáp án, trong đó có một đáp án chính xác. Rồi, bây giờ thì bạn sẽ chọn chủ đề nào đầu tiên? Theo em thì ngay đầu tiên em xin phép chọn nhạc thiếu nhi cho đơn giản. Thiếu nhi? Vâng. Được, nhạc thiếu nhi, chọn. Chúng ta có 2 ca khúc. Một là Tia Nắng Hạt Mưa, một sáng tác của nhạc sĩ Khánh Vinh do ca sĩ Ngọc Châu thể hiện trong album Cô Bé Vô Tư. Và hai là ca khúc Gặp Nhau Dưới Trời Thu Hà Nội, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên do tốp ca thiếu nhi thể hiện trong album 50 bài hát thiếu nhi. Wow, cả hai bài này thì em cũng khá là thuộc. Nhưng mà hình như là cái bài Tia Nắng Hạt Mưa thì có vẻ như là thích thú hơn, nên là em sẽ chọn bài Tia Nắng Hạt Mưa. Tia Nắng Hạt Mưa, vâng. Tia Nắng Hạt Mưa, chọn. Với ca khúc này, Phúc Bồ sẽ phải hát 5 từ được giấu đi. Chúc bạn may mắn, cố gắng lên. Và bây giờ, hãy cùng xem Phúc Bồ sẽ trở lại thời thiếu nhi của mình như thế nào qua ca khúc Tia Nắng Hạt Mưa. Âm nhạc bắt đầu. Hình như trong từng tia nắng có nét tình nghịch bạn trai. Hình như trong từng hạt mưa có nụ cười duyên bạn gái. Hình như trong từng tia nắng hát lên theo từng tiếng ve. Trong từng hạt mưa có nụ cười duyên. Có gì? Có nụ cười duyên đậm đà. Hay là có nụ cười duyên bạn bè ta? Chết rồi. Bây giờ thì nếu như không biết thì có thể sử dụng ba quyền trợ giúp. Ok. Vậy em chọn phương án trợ giúp số 2 đi. Trợ giúp số 2, chọn. Giờ có 1, 2, 3, 4, 5. Bạn chọn số mấy? Em chọn số 4. Số 4 trước nha. Số 4, chọn. Động. Thêm một từ nữa đi. Bạn số 2 ạ. Số 2, chọn. Lưu. Lưu thì gì? Dòng lưu bút động lại ạ. Chắc không? Dòng lưu bút động dòng lại. Dòng lưu bút động lại cho chúng tôi đổi đáp án đi ạ. Rồi. Dòng lưu bút động lại. Chắc chưa? Bạn đã chốt cái này chưa? Tôi chốt.
trả lời đúng đáp án này, Phúc Bồ sẽ tô xanh cho mình ô đầu tiên 200.000. Và bây giờ là kết quả của chương trình. Tin và suy luận nó ra chứ, đúng không? Vâng, vòng đầu em bị căng thẳng quá, không thể suy nghĩ ra được. Thoải mái ra đi, cứ từ từ. Bây giờ đi, chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề tiếp theo. Ở nhà em đã khá là luyện tập mấy bài của nhạc cách mạng rồi, nên là bây giờ em sẽ chọn nhạc cách mạng. Nhạc cách mạng, chọn. Chúng ta có hai ca khúc, một là Bác đang cùng chúng cháu hành quân, một sáng tác của nhạc sĩ Huy Thục do nghệ sĩ Quang Thọ trình bày trong album Cô Gái Mở Đường. Và hai là Vằm Cỏ Đông, một sáng tác của nhạc sĩ Trương Quang Lục do nữ ca sĩ Thanh Thúy thể hiện trong album Bản Tình Ca Huyền Thoại. Bạn chọn ca khúc nào? Em sẽ chọn bài Bác Đang Cùng Chúng Cháu Hành Quân ạ. Vâng, Bác Đang Cùng Chúng Cháu Hành Quân, chọn. Với ca khúc này, chỉ có 3 từ một dấu đi thôi. Không khó lắm, chúc may mắn nha. Cố gắng lên. Phúc Bồ cùng với ca khúc Bác Đang Cùng Chúng Cháu Hành Quân, âm nhạc bắt đầu. Trên đường hành quân ra mặt trận, chung chung đoàn quân tiến bước theo con đường của Bác. Nở ngàn hoa chiến công ta dâng lên người, dâng lên tới đảng cả niềm tin như chiếu sáng ngời. Cờ sao quyết thắng lấp lánh soi sáng đường châu đi. Đi ta đi giải phóng miền Nam, đi quê hương nhà vẫn vẫn còn bóng quân xâm lược. Nó đi nhìn đâu cho quê nhà Nam Bắc hòa lời ca. Năm xưa và cùng cả con đi chiến dịch, núi rừng vẫn nhớ. Núi rừng vẫn nhớ gì ạ? Suối vẫn trong ạ. Núi rừng vẫn nhớ, suối vẫn trong. Suối vẫn trong. Vâng, cho chúng tôi điền đáp án này. Bạn đã đến với cục mốc 500.000 của chúng tôi. Và bạn có thể chốt lại nếu chắc, còn nếu không chắc có thể sử dụng quyền trợ giúp. Thật ra thì bài này thì em chỉ thuộc đến hết cái phần đầu bài hát, xong đến cái phần thứ hai thì hơi bị miên man, nhưng mà vẫn nhớ mang máng là ở câu đầu là nó liên quan đến suối, nhưng mà đang nhớ kỹ xem có phải là suối vẫn trong hay không thôi. Ý bạn okay. Sao? Em sẽ chốt cái suối vẫn trong này. Bạn đã chốt quá này chưa? Tôi chốt. Thưa quý vị, liệu Phúc Bồ có vượt qua được cột mốc 500.000 hay không? Chúng ta hãy cùng chờ đợi sản phúc nha. Chúng tôi sẽ quay trở lại với phần công bố đáp án. Quay trở lại với trò chơi âm nhạc năm 2015 cùng với Phúc Bồ, một thành viên của nhóm FB Boys. Và trước khi giải lao thì Phúc Bồ đã chọn thể loại nhạc cách mạng và điền vào những từ suối vẫn trong với ca khúc Bác Đang Cùng Chúng Cháu Hành Quân. Và trong một lúc trí nhớ của bạn ấy lóe lên đáp án, bạn ấy nhớ là có suối nhưng mà không biết là suối gì. Bây giờ chúng ta hãy cùng chờ đợi xem kết quả của chương trình chính là. Yeah. Suối vẫn trong. Yeah. Vâng. Bây giờ thì bạn sẽ chọn chủ đề nào tiếp theo đây? Em sẽ chọn cái sở trường của em, đấy là pop. Pop. Chọn. Chúng ta có hai ca khúc. Một là ca khúc Em Vẫn Như Ngày Xưa, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến do nữ ca sĩ Trần Thu Hà thể hiện trong album Tự Hòa Chuyện Phố Bên Sông. Và hai là Bức Thư Tình Đầu Tiên, một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo do nam ca sĩ Tấn Minh thể hiện trong album Cánh Cung. Bạn biết hai ca khúc nào? Hai ca khúc này thì
Bài hát Bức Thư Tình đầu tiên làm em ấn tượng từ rất lâu rồi, và hy vọng là em sẽ làm tốt trong cái phần nhạc pop này. Bạn em sẽ chọn Bức Thư Tình đầu tiên. Vâng. Bạn có viết thư tình cho ai chưa? Dạ, hồi xưa học trung học thì có viết thư tình rồi. Rồi bạn gửi lá thư đó đi, rồi bạn có nhận được hồi âm lại không? Hình như là có mấy cô thì nhận được hồi âm, còn mấy cô thì không nhận mấy được. Mấy cô lần à? Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với Bức Thư Tình đầu tiên. Chọn. Với ca khúc này, bạn sẽ hát 5 từ được giấu đi. Vâng. Và bây giờ, Bức Thư Tình đầu tiên cùng với Phúc Bồ bắt đầu. Khi đưa mắt nhìn em qua tấm gương, ta đã gặp nhau bối rối thật lâu. Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau. Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao, sẽ luôn ở đây đôi tim anh, tình yêu bất tận. Phút giây anh nghẹn lời, phút giây anh nghẹn lời. Bạn đã chốt câu hát này chưa? Tôi chốt. Và bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với kết quả của chương trình. Yeah! Chúc mừng bạn. Cho tôi hỏi là bạn đến với nhóm FB Boy này lâu chưa? Và người thành lập nhóm này là ai? Bọn em thì đã thành lập được khoảng độ hơn 3 năm rồi, gần 4 năm rồi. Thì là một cái kỷ niệm khi mà em bắt đầu đặt chân vào Sài Gòn để xây dựng ước mơ theo đuổi nghệ thuật. Thì là đã tập trung được mấy anh em còn lại. Các bạn ấy cũng từ mọi miền trên Tổ quốc, từ miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Mới đầu chỉ là một tập thể anh em cùng chơi nhạc. Xong vì sau thì tại vì cái khao khát mà đứng trên sân khấu để hát nó đã quá lớn. Chính vì vậy nên là bọn em đã thành lập nhóm và quyết tâm để xây dựng nhóm để mà có thể đứng trên sân khấu. Và đồng thời thì các bạn còn là sáng tác nữa đúng không ạ? Dạ vâng. Tại vì trước khi đi hát thì anh em có tập sự để trở thành những người sản xuất âm nhạc, học để trở thành một nhạc sĩ, học để trở thành một người có thể làm sản xuất cái công việc âm nhạc. Sau đấy mới là đứng lên sân khấu đi hát như Happy Boy. Chính vì vậy nên là cái sở trường của nhóm vẫn là sáng tác và chơi nhạc cụ. Vâng, có thể kể tên một vài sáng tác nổi bật của các bạn. Có lẽ là nhiều bạn trẻ đã nghe nhưng đôi khi họ không biết đúng không? Cũng có khá nhiều bài hát của nhóm từ 3 năm trở lại đây. Nhưng mà điển hình thì mọi người biết đến nhiều nhất thì vẫn là những bài hát như là Để Em Rời Xa, Em Không Quay Về, Party All Night. Những ca khúc mà được thể hiện rất là nhiều trong cuộc thi giọng hát Việt đúng không? Dạ vâng, đúng rồi. Đấy là những ca khúc hiện tên tại. Tên Tôi Việt Nam nữa. Tên Tôi Việt Nam, đúng rồi. Wanna Be A Star, Tôi Muốn Tỏa Sáng. Vâng. Đấy, cũng một số bài như vậy. Tôi nhớ là lúc mà trong cái chương trình cuộc thi Nhân Tố Bí Ẩn thì điều đặc biệt của các bạn so với những nhóm khác là cứ mỗi một vòng thi là sáng tác một ca khúc mới. Cứ vô một vòng là sáng tác một ca khúc mới đúng không ạ? Dạ vâng. Vâng, bây giờ quay trở lại với chương trình thì bạn sẽ chọn chủ đề nào tiếp theo? Bây giờ em đang phân vân giữa nhạc giữa nhóm nhạc và ca sĩ nổi tiếng. Nhóm nhạc biết đâu có FB Boys. Thế thì ca sĩ nổi tiếng biết đâu có Phúc Bồ. Thôi, em xin chọn nhóm nhạc đi. Nhóm nhạc, chọn. Chúng ta có một nhóm duy nhất, đó là nhóm Tam Ca Áo Trắng với ca khúc Như Mây Xuống Phố, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, nằm trong album Cô Bé Tóc Đuôi Gà. Và hai là Tam Ca Áo Trắng thể hiện ca khúc của nhạc sĩ Lê Quốc Thắng, ca khúc Phố Xa, nằm trong album Chào Tam Ca Áo Trắng. Với hai ca khúc này thì em xin phép chọn bài Phố Xa, vì bài Phố Xa cũng khá là đi vào trong tiềm thức rồi. Vâng. Dạ vâng. Phố Xa, chọn.
Với ca khúc này bạn sẽ hát 6 từ được giấu đi. Và nhân đây câu chuyện là bạn nói về phố xa đi vào tiềm thức, thì Nguyễn Khang cũng xin nói thêm với quý vị khán giả là vào thời điểm ấy thì nhóm Tam Ca Áo Trắng rất là nổi tiếng, và họ cũng xuất bản một cái phiên bản tiếng Nhật cho ca khúc Phố Xa này và phát hành vào thời điểm đó tại thị trường Nhật. Và ca khúc này cũng là một trong những ca khúc rất được chào đón của nhóm Tam Ca Áo Trắng. Ngay bây giờ chúng ta sẽ lần đầu tiên nghe phiên bản của một giọng nam hát ca khúc này trên sân khấu. Ca khúc Phố Xa cùng với Phúc Bồ âm nhạc bắt đầu. Về trên khúc hát lòng u buồn đợi bóng hình ai, như tìm về thoáng hương xa, con đường giờ là kỷ niệm, giọt sương lặng lẽ bên em đọng trên đôi mắt vô tư, để buồn cho con phố nhỏ, để một người đến vấn vương. Trên lối vắng phố xa ngỡ như thật gần, đôi vai em gầy trong chiếc lá giờ là đợi chờ nhớ mong mùa xuân, trên tay em nụ hoa vẫn nở phố xa ngỡ như thật gần, câu yêu thương chìm trong nỗi nhớ, mơ về một ngày có mưa. Trên khúc hát lòng u buồn đợi bóng hình ai, như tìm về giấc mơ xa, con đường giờ là kỷ niệm. Bạn đọc lại đáp án lần nữa đi ạ. Con đường giờ là kỷ niệm ạ. Con đường giờ là kỷ niệm. Vâng. Bây giờ thì bạn phải hát được cái cột mốc này bạn mới có được 3 triệu, đúng không? Suy nghĩ thật kỹ, nếu như mà bạn cảm thấy không chắc ăn thì bạn có thể sử dụng quyền trợ giúp của chúng tôi. Bởi vì cột mốc 3 triệu rất là quan trọng. Nếu như mà bạn sai, bạn sẽ không nhận được giải thưởng. Tại vì vẫn chưa chắc chắn lắm trong câu trả lời này. Thôi cho em sử dụng phương án trợ giúp thứ 3. Số 3, chọn. Số 1, con đường tràn đầy kỷ niệm. Số 2, mây mờ phủ đầy kỷ niệm. Số 3, mây mờ giờ là kỷ niệm. Theo em thì em đang chọn phương án C là mây mờ giờ là kỷ niệm. Đáp án C, chọn. Chữ kỷ niệm là đúng rồi. Còn mấy chữ còn lại thì mình chưa biết. Bạn đã chốt đáp án này chưa? Tôi chốt. Kết quả của chương trình, liệu Phúc Bồ có chắc chắn cầm được giải thưởng 3 triệu cho mình hay không? Chúng ta sẽ được biết sở phúc như vậy nào. Các bạn hãy chờ nhé, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Yeah. Chúng ta đã cùng quay trở lại với trò chơi âm nhạc năm 2014 cùng với bạn Phúc Bồ trên sân khấu này. Trước khi giải lao, bạn ấy đã chọn nhóm nhạc và hát ca khúc của nhóm Tam Ca Áo Trắng, ca khúc Phố Xa, điền vào những từ mây mờ giờ là kỷ niệm khi sử dụng quyền trợ giúp thứ 3. Hãy cùng xem cột mốc 3 triệu có chắc chắn tô xanh không nha. Kết quả của chúng tôi chính là... Bây giờ cứ yên tâm mà chơi thôi nha. Tôi thấy là trong những ca khúc của bạn thì tôi khá là ấn tượng với ca khúc Tên Tôi Việt Nam. Vì sao bạn lại viết ca khúc này? Có một cái kỷ niệm là Hoàng Tôn, khi mà tối hôm đấy hai anh em ngồi trong căn phòng và suy nghĩ là bây giờ hai anh em mình viết về chủ đề tình yêu cũng khá là nhiều rồi.
tại sao hai anh em không nghĩ ra một cái chủ đề gì mới để mà hai anh em cùng xây dựng. Thế là Tôn mới nói là thôi bây giờ hay là mình viết một bài về đất nước đi, mặc dù là hơi lớn một tí nhưng mà anh em sẽ cố gắng là suy nghĩ theo cái tư duy của những người trẻ để viết ra một bài về ca ngợi đất nước. Thế là hai anh em đã cùng nhau bắt tay để mà viết bài hát tên Tôi Việt Nam. Sau khi viết xong thì cho các anh em còn lại trong nhóm nghe thì các bạn ấy cũng thích và cũng muốn là để cho bài hát được ra mắt với cả mọi người để mọi người có thể nghe cái bài hát tên Tôi Việt Nam. Thì khi mà bài hát ra thì mọi người cũng có vẻ là thích và cũng khá là hưởng ứng cho bài hát của bọn em. Chính vì thế nên là tên Tôi Việt Nam thì cho đến thời điểm này luôn ạ. Có một cái đoạn điệp khúc là Máu Đỏ Da Vàng, này là đoạn rap. Trong cái phần rap này thì bọn em cái từ Máu Đỏ Da Vàng được lặp lại 4 lần giống như là để khẳng định cho mọi người, và mọi người sẽ nhớ, sẽ thuộc được cái câu đấy trong cái tên Tôi Việt Nam của bọn em. Rất là hay đúng không ạ? Một ca khúc của giới trẻ ca ngợi về tình yêu đất nước và tự hào là con người Việt Nam. Bây giờ thì quay trở lại với chương trình. Bạn chọn chủ đề nào tiếp theo? Em xin chọn một chủ đề quê hương đất nước. Vâng, nhưng câu chuyện nói về lòng yêu nước đúng không ạ? Vâng. Tự hào về mình là người Việt Nam. Thì chúng ta sẽ đến với chủ đề quê hương đất nước. Chọn. Chúng ta có hai ca khúc. Một là khúc Hát Sông Quê, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo, thơ của nhà thơ Lê Huy Mậu, do nữ ca sĩ Anh Thơ thể hiện trong album Một Dòng Nghiêng Soi. Và hai là Cô Hò Bên Bờ Hiền Lương, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hiệp và Đằng Giao, do nữ ca sĩ Anh Thơ thể hiện trong album Lối Về. Bạn biết bài nào? Trong hai bài hát này thì có bài câu hò Bên Bờ Hiền Lương thì ngày xưa hay được nghe mẹ của em hát, nên là hình như là sẽ mẹ hát cho ba nghe. Mẹ hát cho cả nhà luôn. Nghe luôn. Ở nhà thì mẹ cũng rất là thích hát nên là mẹ cũng hay hát bài hát này. Mẹ em quê ở đâu? Dạ ở Hưng Yên ạ. Vâng. Dạ vâng. Như vậy thì hãy cùng xem coi là do mẹ hay hát cho cả nhà nghe, lần này thì là con hát ở trên sóng truyền hình, có chắc chắn điền vào những từ chính xác hay không? Câu hò Bên Bờ Hiền Lương, chọn. Với ca khúc này, bạn sẽ hát 6 từ. Yeah. Chúc bạn may mắn. Cố gắng lên. Em sẽ cố gắng. Yeah. Câu hò Bên Bờ Hiền Lương với 6 từ bị giấu đi. Âm nhạc bắt đầu. Bên ven bờ Hiền Lương, chiều nay ra đứng trông về mặt đường tình quê, đôi mắt đường tình quê. Xa xa đoàn thuyền Nam buông căng theo gió xuôi dòng, mộng trong sương mờ, không gian trầm lặng nghe câu hò. Hò ai luôn giữ câu nguyện trong cơn bão tố, vững bền lòng xóm. Ơi câu hò chiều nay sao nghe nặng tình ai, hay là anh bên đây trong phút giây nhớ nhung chào rồi gửi lời tin trong gió. Qua mấy câu thiết tha hò ơi, trông qua dặm Trường Sơn, miền quê xa khuất chân trời, mây lặng lờn lờ trôi, mây đen lặng lờn trôi, xa xa một đàn chim. Sao nữa à? Thuyền ai ra đứng trông về. Thuyền ai ra đứng trông về, đúng không ạ? Vâng. Thật ra thì câu này em cũng đang hơi bị miên man, tại vì nó là phần 2 của bài hát nên là cũng hơi khó nhớ. Nhưng mà nó chỉ là giống như là nó hơi hơi mang máng trong đầu, ra đứng trông về gì đấy. Xa xa một đàn chim, thuyền ai ra đứng trông về. Ôi, cho em chọn cái phương án trợ giúp cuối cùng đi. Nhờ người thân trợ giúp, chọn. Rồi,
Giới thiệu cho chúng tôi biết hai người đi cùng với bạn ngày hôm nay là ai ạ? Vâng, ngày hôm nay thì em có hai người em đến trợ giúp, đó là Cây Trần và JC Hưng. Dạ, thế bây giờ bạn muốn Cây Trần hay là JC Hưng ra đây? Em muốn... Có vẻ là hai... Thế bạn chọn bạn nào cũng được ra đây đi. Thôi em chọn JC Hưng. Dạ, JC Hưng ra đây ạ. Ra đây để ít ra mọi người cũng thấy có sự trợ giúp của em, dù đúng hay sai thì không quan trọng. Chào em. Dạ. Em biết nhiệm vụ của em chưa? Dạ, em đã biết rồi ạ. Em cùng với bạn này hát lại cái ca khúc này nha. Và điền vào những từ còn thiếu trên màn hình nha. Vâng ạ. Ok. Hai anh em hãy cho chúng tôi thấy quyết tâm à. Xin mời. Dạ, hai anh em cho đặt tay quyết tâm. Mấy bài thì giọng đã khản rồi, bây giờ Di Siêng lên sẽ hỗ trợ mình được phần này. Hát chung cố cũng lên, được. Cố lên. Bạn này sẽ hát chính, bạn sẽ hát chung nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Câu Hò Bên Bờ Hiền Lương. Âm nhạc bắt đầu. Bên ven bờ Hiền Lương, chiều nay ra đứng trông về mặt đường tình quê, đôi mắt đường tình quê. Xa xa đoàn thuyền nan buông căng theo gió xuôi dòng, bỗng trong sương mờ không gian trầm lắng nghe câu hò. Đáp án của bạn là gì ạ? Rẽ mây giăng cánh tung trời ạ. Rẽ mây giăng cánh tung trời. Vâng, cho chúng tôi chọn đáp án này. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm ơn bạn đã ra đây hỗ trợ. Thật căng thẳng. Rẽ mây giăng cánh tung trời. Bạn có hai sự lựa chọn. Một là chọn đáp án của bạn mình, chốt lại đúng, bạn được 5 triệu. Hai, bạn không chọn đáp án đó và tuyên bố dừng cuộc chơi, bạn sẽ có 3 triệu, chắc chắn. Em đã nhờ sự trợ giúp từ anh em nên là em sẽ chốt cái lựa chọn của anh em, đó là rẽ mây giăng cánh tung trời. Dù cho nếu mà nó đúng hay là sai thì cũng chơi luôn. Ok, vâng. Cho chúng tôi chọn đáp án rẽ mây giăng cánh tung trời, chọn. Bạn đã chốt quá đây chưa? Tôi chốt ạ. Và ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi đến với kết quả của chương trình. Không phải là rẽ mây giăng cánh tung trời, mà là gì? Rẽ mây giăng cánh chân trời. Chân trời à? Hãy cho chúng tôi xem đáp án chính xác là gì. Xin mời. Lưng trời. Vâng. Vâng. Rất tiếc là không phải là tung trời, cũng không phải là chân trời, mà là lưng trời. Vâng. Hy vọng là bạn sẽ vẫn nhớ cái đáp án này, đúng không ạ? Nhưng mà dù gì đi nữa thì cũng đừng buồn, bởi vì bạn đã nhận được giải thưởng 3 triệu của chúng tôi. Xin chúc mừng bạn. Cảm ơn. Vâng.
Trước khi chia tay với chương trình thì Phúc Bồ có muốn nói điều gì với quý vị khán giả không? Cảm ơn chương trình đã cho Phúc Bồ và anh em có một buổi tham gia tìm hiểu về những kiến thức các bài hát như ngày hôm nay, và muốn gửi lời cảm ơn tới sự cổ vũ của tất cả các bạn ngày hôm nay ạ. Trước khi mà chia tay với chương trình thì hôm nay có hai người em của bạn. Nguyên Khang muốn là các bạn có thể gửi tặng một cái món quà gì đó, một cái ca khúc nào đó do nhóm mới sáng tác, hoặc là tự sáng tác, hoặc là một cái ca khúc nào đó, chẳng hạn Tên Tôi Việt Nam cũng được, để Việt gửi cho mọi người ở đây để thấy được các bạn là tuổi trẻ tài cao. Hai người hỗ trợ có sẵn sàng cho Tên Tôi Việt Nam. Xin mời hai bạn ra đây luôn đi ạ. Vâng, hai bạn này hát được luôn đúng không? Ngày hôm nay thì ba anh em Happy Boy xin gửi tặng mọi người một bài hát, đó là Tên Tôi Việt Nam. Yeah, from the Happy Boy, Tên Tôi Việt Nam. Hey, hey, clap your hands up, clap your hands up. Hey, hey, woo. Yeah. Woo. Cứ mùa xuân từng giấc tôi ra đường, đón lấy những ánh nắng như tràn hòa. Bên ly cà phê chỉ có mình tôi. Ly cà phê ban mai cho ta trẻ thơ. Thấy bên quan sát phố đông bao người, thấy ánh mắt trẻ thơ đang cứ vui cười. Thật hồn nhiên và tôi luôn ước mơ, luôn khát khao quê hương yên bình. Yên bình nhá. Lời ca chào đời từ nơi màu đỏ da vàng, sức mạnh độc tan dân nam non ta cùng màu đỏ da vàng, chân đây trong tivi vọng vì ta là màu đỏ da vàng. Ca vang lên anh em ơi khi ta người Việt Nam. Tên tôi Việt Nam. Tên tôi Việt Nam. Nhóm FB Boy sáng tác ca khúc Tên Tôi Việt Nam, và đó cũng là món quà mà ba thành viên của nhóm gửi đến cho quý vị khán giả đang theo dõi chương trình này. Một tràng pháo tay lớn hơn nữa để chúc mừng họ. Các bạn, và như vậy là các bạn sẽ nhận được, đặc biệt là Phúc Bồ sẽ nhận được giải thưởng là 3 triệu của chương trình. Trước khi chia tay thì Phúc Bồ có muốn nói điều gì với mọi người hay không? Hy vọng là FB Boy sẽ có một cơ hội sớm hơn để tới, để trở lại sân khấu để mà có thể làm nóng tất cả mọi người. Hẹn gặp lại trong một ngày gần nhất. Cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã đến với chương trình này, và chúc các bạn sẽ luôn cháy vững niềm đam mê đối với âm nhạc, và hãy cố gắng hơn nữa để thực hiện đam mê của mình nha. Cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại. Vừa kinh doanh, vừa làm ở ngân hàng, vừa hát luôn. Trở lại
lại với trò chơi âm nhạc năm 2015, chia tay bạn Phúc Bồ. Ngay bây giờ hãy cùng gặp gỡ người chơi tiếp theo trên sân khấu này. Xin được giới thiệu bạn Khánh Duy. Xin chào Khánh Duy. Xin chào anh. Xin mến chào tất cả các bạn có mặt tại cùng quay ngày hôm nay. Và xin chào tất cả các quý vị đang theo dõi chương trình trò chơi âm nhạc của Đài VTV3. Khánh Duy thân mến, bạn có thể giới thiệu đôi nét về mình đi. Nguyễn Khang thì biết bạn từ cuộc thi The Voice rồi. Nhưng mà không biết là hiện giờ thì bạn là ca sĩ hay là đi làm? À, hiện tại thì Duy có công việc kinh doanh của Duy. Đồng thời thì hiện tại thì dưỡng sức khỏe và dưỡng lại giọng. Thường bây giờ ở nhà thì viết nhạc và làm có, nhạc. Có dưỡng sức khỏe và dưỡng lại giọng nữa hả? Có, Duy bị một cái hội chứng gọi là trào ngược dịch vị dạ dày á. Cho nên nó ăn lên cái dây thanh đới cho nên nó bị sưng ở dưới. Chính vì thế mà nó cản trở khi mà hát những cái nốt cao. À hả, vâng. Thế bây giờ mọi thứ nó đã quay trở lại bình thường chưa? Thì qua cuộc thi The Voice thì cho tới bây giờ thì mình sinh hoạt lại cũng bình thường. Mà ăn ngủ là bình thường thì nó điều độ lại. À hả, vâng. Thế bạn có xem trò chơi âm nhạc bao giờ chưa? Duy được mời đi thi và cũng có xem trên YouTube. Thực ra mà nói thì mình có nghe nhạc Việt nhưng mà không nghe nhiều lắm. Nhưng mà hy vọng là bạn sẽ vượt qua được những con mắt của chúng tôi. Duy cũng hy vọng vậy và hy vọng là tất cả mọi người đã sẽ ủng hộ cho Duy, phải không ạ? Vâng, chắc chắn rồi. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem coi những thể loại âm nhạc với những ca khúc và những từ được giấu là gì nhé. Xin mời. Pop, tình ca, nhạc sĩ nổi tiếng, gia đình, tuổi học trò, chủ đề thành phố, nhạc cách mạng, nhóm nhạc và ca sĩ nổi tiếng. Tương ứng với chính thể loại âm nhạc này, chúng ta có những mức giải thưởng sau đây. Từ 200.000 cho đến 50 triệu, Duy sẽ phát chính xác 4 cột mốc đầu tiên để chắc chắn có được giải thưởng là 3 triệu. Vượt qua mức thứ 5, bạn có quyền dừng cuộc chơi lúc nào cảm thấy không an toàn. Và qua mức thứ 9, bạn sẽ đến với bảng chiến thắng trị giá 100 triệu đồng. Nếu mà ở cột mốc nào mà cảm thấy không chắc ăn thì dừng cuộc chơi. Còn nếu không thì bạn sẽ quay trở lại với cột mốc 3 triệu nha. Và chúng ta có 3 quyền trợ giúp sau đây. Nhờ người thân trợ giúp. Mở hai trong số những từ bất kỳ. Ba đáp án, trong đó có một đáp án chính xác. Bạn sẽ chọn chủ đề nào? Duy nghe nhạc pop nhiều, cho Duy chọn nhạc pop được không? Pop, chọn. Chúng ta có hai ca khúc. Một là một sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh, ca khúc Chưa Bao Giờ, do nam ca sĩ Đông Hùng thể hiện trong chương trình Bài Hát Yêu Thích. Và hai là ca khúc Chị Anh Hiểu Em, một sáng tác của nhạc sĩ Khắc Viên, do chính anh thể hiện trong album Mất Cảm Giác Yêu. Duy là một fan của nhạc sĩ Việt Anh. Duy sẽ chọn bài hát Chưa Bao Giờ. Chưa Bao Giờ, chọn. Với ca khúc này, bạn sẽ hát 3 từ. Chúc Duy may mắn, cố gắng lên. Và đây là ca khúc Chưa Bao Giờ với 3 từ được giấu đi. Âm nhạc bắt đầu. Trong cơn mưa đêm nhẹ như gió, trôi qua không gian và nguôi lắng dần. Những điều tôi chưa nói với em, hôm chia tay cây vừa chút lá, hôm chia tay ô cửa vẫn sáng đèn. Hát gì lên đi đêm quá yên, trôi theo cơn mưa dòng sông trói trang, trôi theo cơn mưa niềm đau rất. Có bình yên nào không xót xa, em nơi đây hay còn đâu đó, cô đơn xa xưa từ giây phút nào đến vô cùng. Ba từ mà Duy điền vào là gì ạ? Đến vô cùng. Đến vô cùng. À, ca khúc này bạn đã nghe ca sĩ nào hát? Một thần tượng mà trong Duy xem như một diva, đó là ca sĩ Thu Phương. Tôi cũng thích Thu Phương. Và ca khúc Chưa Bao Giờ này thật ra còn có nhiều ca sĩ khác hát nữa, như Hành Tuấn cũng có hát. Vâng, đúng không ạ? Và phiên bản của bạn thì là có Đông Hùng. Vâng. Bạn đã chốt cái này chưa? Tôi chốt. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với kết quả của chương trình.
tính cách của bạn là một người rất là trầm tính và ít nói như thế này à? Hay là thật sự bạn là một người sôi nổi nhưng mà lên sân khấu này bạn hiền quá nên bạn không? Không, thực ra thì cách chơi của Duy đó là trong một đám đông, nếu có một người quá nổi thì mình sẽ phải chìm xuống, chứ không thể có hai người nổi cùng một lúc. Còn nếu mà trong một đám đông mà quá buồn thì mình bắt buộc mình phải nổi. Chơi cái sân khấu này nó hơi bị buồn quá, bạn nổi đi. Một tràng vỗ tay được không ạ? Yeah, phải như vậy. Tại vì tôi đọc thông tin của bạn, hình như bạn là MC nữa đúng không? Duy có làm MC cho một số chương trình ở Việt Nam, cả tiếng Anh và tiếng Việt, mà hầu hết là tiếng Anh. Vâng ạ. Vâng, bởi vì bạn du học ở Mỹ đúng không? Duy đi học ở Mỹ một thời gian, cũng được gần 10 năm. Bạn học về chuyên ngành gì? Mình hồi đó mình học về chuyên ngành tài chính và ngân hàng. Tài chính và ngân hàng. Và bên đó thì bạn là chủ tịch hội sinh viên của trường đại học Texas. Hồi đó Duy học ở Texas thì mình làm chủ tịch hội sinh viên của các bạn sinh viên Việt Nam. Lúc đấy thì trường đấy mở chương trình cho tất cả các bạn sinh viên Việt Nam qua du học, thì họ qua nhưng mà họ chưa có được một cái cộng đồng để họ sinh hoạt. Thế thì mình được mọi người tín nhiệm và họ bầu mình lên làm chủ tịch. Thì từ đó thì mình làm tất cả những cái hoạt động giống như là cũng âm nhạc, cũng kịch, cũng múa để giới thiệu cái văn hóa của người Việt mình cho các bạn, các thầy cô của nước ngoài, và họ cũng rất là thích cái điều đấy. Như vậy thì chắc chắn là một người như thế thì sẽ phải rất là năng động. Thật ra thì lúc đầu các bạn ấy không chịu đâu, phải dụ. Tức là bạn dụ bằng cách nào? Bằng cách là thôi bây giờ các em làm giùm anh đi rồi anh nấu phở cho ăn. Thế thì cuối cùng mình phải nấu một nồi phở rất là to để đãi các bạn ấy. Ngon mà. Không? Chắc chắn là ngon, tại vì bên đấy không có phở mà ăn, cho nên món phở mình chắc ngon nhất. Tất nhiên rồi, tại vì chỗ nào không có thì ăn cái món đó phải là ngon nhất rồi, đúng không? Vâng. Bây giờ thì quay trở lại với chương trình, bạn sẽ chọn chủ đề nào? Duy thì rất là thích romance, rất là thích các cái gì mà nó lãng mạn một tí. Vâng. Vâng. Cho Duy chọn tình ca được không ạ? Tình ca, chọn. Wow. Tôi rất là thích nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh. Và một trong những ca khúc thành công và nổi tiếng của anh đã là ca khúc Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, do nữ ca sĩ Mỹ Tâm thể hiện trong album Trở Lại. Và hai là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, ca khúc Cứ Ngủ Say, do chính anh cùng với lại ca sĩ Phương Linh thể hiện trong chương trình Bài Hát Việt. Vâng ạ, Duy xin chọn bài Cô Gái Đến Từ Hôm Qua. Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, chọn. Với ca khúc này, bạn sẽ hát 4 từ được đổi đi. Chúc bạn may mắn. Cô gái đến từ hôm qua, cùng với việc phải hát chính xác 4 từ được giấu đi, âm nhạc bắt đầu. Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại vào một ngày mai như hai người bạn. Một ngày đã quên tất cả, lại nhớ về nhau cùng năm tháng còn ấu thơ. Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ của ngày hôm qua xa xôi tìm về. Lời thề tựa như anh lừa rơi ấm lòng anh, như chính em, cô gái đến từ hôm qua. Tình yêu đâu trôi xa giữ ấm để lại. Yeah. Wow. Không khó đúng không ạ? Mấy cột mốc quan trọng lúc đầu thì nó dường như là không phải quá khó đối với bạn. Bạn đọc lại đáp án một lần nữa. Dư âm để lại. Dư âm để lại. Bạn đã chốt câu hát này chưa? Tôi chốt. Kết quả của chương trình, Khánh Duy có vượt qua được con mốc 500 ngàn hay không? Chúng ta sẽ được biết sớm phút nghỉ giải lao. Các bạn hãy chờ nhé, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Xin chào các bạn, cùng quay trở lại với trò chơi âm nhạc năm 2015. Trước khi nghỉ giải lao, bạn ấy đã chọn thể loại nhạc tình ca và điền vào những từ dư âm để lại. Một ca khúc rất là nhẹ nhàng, và có vẻ như ban nhạc của chúng ta cũng đã nhẹ nhàng hơn với hai ca khúc mở màn vừa rồi. Tôi hy vọng là với những ca khúc tiếp theo thì bạn sẽ khuấy động không khí của trường quay hơn, đúng không ạ? Nhưng trước hết hãy cùng xem coi bạn có vượt qua được cột mốc này hay không. Kết quả của chương trình chính là
Bạn bảo với tôi là bạn học về tài chính ngân hàng ở bên Mỹ. Đúng rồi ạ. Như vậy thì về Việt Nam bạn có làm về tài chính ngân hàng không? Duy có chứ ạ. Như là bạn kinh doanh. Vâng, vừa kinh doanh vừa làm bên ngân hàng vừa hát luôn. Tại sao lại trong có việc sáng tác nữa đây là sao? Thực ra thì công việc sáng tác của Duy thì Duy viết nhạc cũng lâu rồi. Tại vì cái quãng thời gian mà sống ở nước ngoài đấy thì không có ai làm bạn, chỉ có âm nhạc làm bạn thôi. Nên mình viết rất là nhiều. Nhưng mà mình không chơi với bạn Tây à? Bạn người nước ngoài à? À dạ có chứ. Có như vậy thì bên cạnh đó thì mình vẫn có bạn bè đúng không? Mình chơi âm nhạc với họ nhưng mà âm nhạc của họ thì mình sẽ cảm cùng với họ theo cái hướng âm nhạc của họ. Chẳng hạn như là nhạc rock, vì rất là thích nhạc rock của họ. Hoặc là nhạc flamenco. Còn nhạc Việt Nam nó có cái tình cảm và nó có cái nét hay của nó riêng. Thế thì bạn đã sáng tác được đến bây giờ lận lưng được bao nhiêu ca khúc rồi? Duy, thực ra mà nói Duy viết cũng khoảng 30 mấy ca khúc. Nhưng mà khi mà mình nghe lại, càng nghe đi nghe lại, mình thấy là chỗ này thừa, chỗ kia thiếu, không hợp lý, bắt đầu sửa, bắt đầu cắt. Thì bây giờ hoàn chỉnh thì chắc khoảng từ khoảng 4 tới 5 bài. Có bài nào mà bạn tâm đắc nhất không? Nhạc của Duy viết thì nó hơi giống như là ballad mà kiểu hơi Korean một tí. Korean ở trong đó nữa. hơi Hàn Quốc một tí. Kiểu Hàn Quốc hơi hướng đúng không? Bây giờ bạn thử một trích đoạn nhỏ, một cái ca khúc mà bạn sáng tác mà bạn tâm đắc nhất trên sân khấu cho chúng tôi nghe được không ạ? Duy xin hát một câu nhỏ thôi nha. Sao một câu sao thúy được? Bạn phải ít nhất là một đoạn ngắn thì chúng tôi mới cảm nhận được. Rồi, một đoạn ngắn cứ định như vậy luôn. Ok, rồi. Một tràng pháo tay cho Khánh Duy. Anh sẽ là giấc mơ vỗ về cuộc đời em, dù mưa gió hay bão tố ngập lối, cho dẫu rằng năm tháng khó phai mờ từng vết thương, thì anh sẽ nguyện dâng hết tình yêu và mong em được hạnh phúc từng giờ từng phút từng giây. Đúng là nó có hơi hướng, đúng là theo kiểu ở Hàn Quốc đó, cái kiểu mà nhạc phim, cái lúc mà hai người yêu nhau đắm đuối hay là đại loại như đứng cửa sổ nhìn người kia đeo nhẫn đính hôn chẳng hạn vậy, nó theo cái hướng như thế. Vâng, bây giờ thì quay trở lại với chương trình thì bạn sẽ chọn chủ đề nào tiếp theo ? Cho Duy chọn nhạc sĩ nổi tiếng được không? Nhạc sĩ nổi tiếng, chọn. Chúng ta có hai nhạc sĩ, một là nhạc sĩ Lưu Hà An với một ca khúc theo thể loại dân gian đương đài, ca khúc Con Cò do nam ca sĩ Tùng Dương thể hiện trong album Ly Ti, và hai là ca khúc Chiều Hà Nội, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quang Trung do nữ ca sĩ Mỹ Linh thể hiện trong album Mùa Đông Không Trở Lại. Mời bạn. Duy chọn Con Cò. Con Cò, chào. Với ca khúc này, bạn sẽ hát 4 từ được giấu đi. Và chúc bạn may mắn. Và bây giờ, một chàng trai có sở thích sáng tác nhạc, yêu thích những loài chim, sẽ thể hiện ca khúc Con Cò, âm nhạc bắt đầu. Con cò mày đi ăn đêm, mày đi ăn đêm, sao đi một mình? Một mình lầm lũi canh ba thức giấc trong đêm khuya vắng, một mình lầm lũi thật thò và được một con tôm đôi ba con. Đêm nay không thấy có con cá nào. Cò ơi cò hỡi thôi đi về đi, đêm qua cũng thế đêm nay cũng thế cò ơi. Lặng lội cả đêm thương cho đàn con. Lặng lội cả đêm thương cho đàn con. Thương cho đàn con, vâng. Bạn có biết là trong văn học người ta thường ví hình tượng với con cò như là gì không? Người phụ nữ Việt Nam, người mẹ. Vâng. Luôn tần tảo. Vâng. Bạn đã chốt câu hát này chưa? Tôi chốt.
Và hãy cùng xem ca khúc này có giúp cho Khánh Duy vượt qua được cột mốc 1 triệu hay không. Kết quả của chúng tôi chính là... Vâng, cuối cùng thì Khánh Duy đã vượt qua được cột mốc 1 triệu của chúng tôi. Và bây giờ cột mốc cuối cùng thứ tư này sẽ rất quan trọng. Duy có biết vì sao không? Dạ, Duy không biết ạ. Tại vì lần đầu tiên tham gia chương trình nên... Hát được cột mốc này thì mới chắc chắn có được 3 triệu. Còn ba cái hồi nãy là hương hoa thôi đó. Chưa có phải là sự thật. Và bây giờ bạn sẽ chọn chủ đề nào? Ca sĩ nổi tiếng. Ca sĩ nổi tiếng chọn... Chúng ta có hai ca khúc của hai ca sĩ. Một là nữ ca sĩ Phương Thanh với ca khúc Tình 2000, một sáng tác của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh do cô ấy thể hiện trong album Lang Thang Tình 2000. Và hai là ca khúc Hãy Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Hữu Hà do nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương thể hiện trong album Sao Tình Yêu. Hai bài này độ khó nó cũng như nhau. Duy xin chọn Tình 2000. Tình 2000, chọn. Với ca khúc này, bạn sẽ hát 6 từ được giấu đi. Dạ, chúc may mắn. Và bây giờ, ca khúc Tình 2000 cùng với bạn Khánh Duy, âm nhạc bắt đầu. Đời lắm lúc đâu còn ngờ, đời có lúc không là giấc mơ. Người sống riết quen nghi ngờ, tình chỉ là giấc mơ. Để lắm lúc quen hững hờ, tình có lúc không là ý thơ. Để những trái tim lấn lờ, còn chi mà đắn đo. Để cô em kia ô rất xinh, sao đắn đo mãi một cuộc tình. Ngoài kia mây đen về rất nhanh, từng cơn gió cuốn xoay nam là mùa. Không tôi vẫn còn, không tôi vẫn chờ, không tôi vẫn đợi mãi một tình yêu. Yêu không nghi ngờ, yêu không hững hờ, yêu vẫn yêu người mãi. Em ơi, xin hãy đi nghe. Tình yêu đó sẽ mãi không hề phai. Bạn đọc lại đáp án một lần nữa đi ạ. Tình yêu đó sẽ mãi không hề phai. Oh my god. Thêm một từ nữa. Này em hỡi xin hãy tin, tình yêu đó sẽ mãi không hề phai. Một tình yêu. Chữ một cuối cùng. Vâng. Có ai cắt câu gì lạ không? Cho chúng tôi ghi đáp án. Sẽ mãi không hề phai một. Yeah. Cái câu đó bị kỳ ra. Vâng, em thấy nó cũng rất là kỳ. Yeah. Và câu bá quyền trợ giúp của chúng tôi sẽ mãi mãi không hề phai. Này em hỡi xin hãy tin, tình yêu đó sẽ mãi mãi không hề phai. Đó là lối thoát duy nhất. Nếu bạn không biết, bạn có thể sử dụng quyền trợ giúp. Cho em chọn cái ba đáp án trước đi ạ. Ba đáp án đúng không ạ? Dạ. Ba đáp án chọn. Số 1, sẽ mãi mãi trao về anh. Số 2, vẫn sẽ mãi trao về anh. Số 3, sẽ vẫn mãi trao về anh. Mời bạn. Em sẽ chọn về phương án là C, sẽ vẫn mãi trở về anh. C, sẽ vẫn mãi trở về anh. Bạn hát thử đi. Này em hỡi, xin hãy tin, tình yêu đó sẽ vẫn mãi trở về anh. Tình yêu đó sẽ mãi mãi trở về anh. Trời ơi, sao mà khó thế này. Bạn đã chốt câu hát này chưa? Hay muốn sử dụng thêm quyền trợ giúp nữa? Tôi chốt. Bạn đã chốt câu hát này chưa? Tôi chốt. Và bây giờ, hãy cùng đến với kết quả. Liệu bạn Khánh Duy có đi tiếp hay ra về không có giải thưởng của chúng ta? Kết quả của chúng tôi chính là... Come on.
tim quá đúng không ạ? Rất là đau tim. Vâng, thưa quý vị, như vậy là Khánh Duy chắc chắn có được giải thưởng là 3 triệu của chương trình. À, tuy nhiên, đồng hồ của chúng tôi đã chỉ thời gian, đã điểm. Chính vì vậy mà trò chơi âm nhạc của chúng tôi sẽ tạm khép lại ở đây với bạn Khánh Duy. Tuần sau, Khánh Duy sẽ quay trở lại và sẽ hát thêm nhiều ca khúc hơn nữa cho quý vị. Và trước khi chia tay thì Khánh Duy có muốn nói điều gì? Trước tiên cảm ơn anh Nguyên Khang và cảm ơn tất cả các bạn đã cổ vũ cho mình ngày hôm nay. Cũng như hai bạn Owen và Jeremy đã đến đây giúp ủng hộ về mình về mặt tinh thần. Cảm ơn tất cả các anh chị, các bạn ban nhạc và đài truyền hình VTV3. Vâng, và thưa quý vị, hãy tiếp tục đồng hành cùng với chương trình Trò Chơi Âm Nhạc của chúng tôi để khám phá những bài hát hay, những giọng ca hay, và đặc biệt là chúng ta sẽ nhớ được thêm nhiều lời của các ca khúc hơn nữa. Bật TV vào lúc 20 giờ tối thứ tư hàng tuần trên VTV3. Với âm nhạc, chúng ta là một. With Music, We Are One. Nguyên Khang, Khánh Duy, ban nhạc Flashband và nhóm bè Cadillac. Xin chào và hẹn gặp lại. Tìm lại cảm giác xỉ tin ngày xưa. Có một cái đau tim quá. Rộng cánh chim bay. La la la.